Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Xin chào toàn thể các em học sinh đã đến với bài học địa lý ngày hôm nay. Các em học sinh thân mến, chúng ta đã tìm hiểu về các loại hình giao thông vận tải. Chúng ta tìm hiểu về ngành bưu chính viễn thông. Ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu hai ngành kinh tế tiếp theo trong ngành dịch vụ, đó chính là ngành thương mại và ngành du lịch. Và nội dung ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu hai vấn đề. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu ngành thương mại. Theo các em thì thương mại là gì? Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về ngành du lịch. Và chắc hẳn là các em đã đều được trải nghiệm về một loại hình du lịch nào đó. Nhưng mà ngành du lịch ở nước ta phát triển như thế nào thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay để biết thêm nhé. Và nội dung bài học ngày hôm nay thì các em cần phải nắm được các mục tiêu sau đây. Mục tiêu đầu tiên đó là cần trình bày được vai trò, tình hình phát triển và sự phân bố của hoạt động nội thương và ngoại thương. À, đề bài của chúng ta thì giới thiệu về ngành thương mại. Tại sao mục tiêu của chúng ta lại là tìm hiểu về ngành nội thương và ngoại thương nhỉ? Câu trả lời sẽ được bật mí trong vài phút sau đây. Tiếp theo chúng ta cần phải trình bày được tiềm năng tình hình phát triển của ngành du lịch ở nước ta. Và đối với bài thương mại và du lịch thì chúng ta sẽ có hai phần tìm hiểu. Phần tìm hiểu đầu tiên về ngành thương mại, phần tìm hiểu thứ hai về ngành du lịch. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngành thương mại. Để tìm hiểu về ngành thương mại thì đầu tiên cô xin giới thiệu như sau. Ngành thương mại ở nước ta thì gồm có hai phần, đó chính là nội thương và ngoại thương. Theo các em thì nội thương là gì? Ngoại thương là gì? Có giống như là họ ngoại hay là họ nội của chúng ta không nhỉ? À, chúng ta chú ý cho cô. Nội thương chính là các cái hoạt động buôn bán ở trong nước của chúng ta. Các hoạt động buôn bán ở trong nước được gọi là nội thương. Và ngoại thương là gì? Ngược lại với nội thương thì ngoại thương chính là các hoạt động buôn bán ở bên ngoài lãnh thổ của chúng ta. Và như vậy thì chúng ta chú ý nhé. Ngành thương mại có hai ngành nhỏ hơn, đó chính là ngành nội thương và ngành ngoại thương. Và đây là hai quá trình có sự liên kết với nhau. Và hai ngành này diễn ra ở các địa điểm khác nhau. Nội thương thì ở trong nước, còn ngoại thương tức là ở bên ngoài nước của chúng ta. Vậy thì nội thương và ngoại thương có các đặc điểm phát triển như thế nào? Chúng ta cùng đi tìm hiểu lần lượt các cái phần tư liệu sau đây để rút ra được các ý chính về nội thương và ngoại thương. Đầu tiên, với sự phát triển của ngành nội thương thì cô xin mời các em quan sát cho cô vào các hình ảnh trên đây. Và chúng ta có thể có được cái nhìn, đó chính là chúng ta đầu tiên chúng ta có một khu chợ. À, các em có biết đây là chợ gì không nhỉ? À, đây là một trung tâm thương mại rất là nổi tiếng ở Hà Nội, đó là Tràng Tiền. Tiếp theo chúng ta có một chợ, đó chính là chợ Đồng Xuân. Đây là một chợ nổi tiếng ở Hà Nội của chúng ta. Và hình ảnh này thì các em chắc chắn là đều đã biết rồi. Đây chính là chợ Bến Thành ở thành phố Hồ Chí Minh. Và ngoài các cái chợ mà cô nêu tên ở đây thì các em có thể kể thêm cho cô về các chợ nổi tiếng ở trong đất nước của chúng ta được không? Và đối với sự phát triển của ngành nội thương thì một trong những điều kiện phát triển quan trọng đó chính là các cái phát triển ở trên các chợ này đấy các em ạ. Và sự phát triển của ngành nội thương thì chúng ta có thể thấy rằng là nó phục vụ cho nhu cầu đầu tiên, đó chính là nhu cầu tiêu dùng của chúng ta ở trong nước. Thứ hai là nó có thể có được, đó là thông qua các chợ của chúng ta có thể trao đổi về văn hóa, chúng ta có thể trao đổi về các cái nét đặc sắc của chúng ta thông qua các chợ. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy ví dụ như là cô có ở trong các siêu thị thì đó chính là nơi mà chúng ta trao đổi các nhu cầu hàng hóa hàng ngày. Nhưng thông qua các khu chợ, ví dụ như là chúng ta có chợ nổi ở trong thành phố Cần Thơ, thì thông qua chợ nổi thì chúng ta có thể thấy đây là một cái nét đẹp đặc sắc trong văn hóa của chúng ta. Ngoài việc là chúng ta phát triển cho nhu cầu của chúng ta này, nhu cầu tiêu dùng thì chúng ta có thể thấy nó còn phục vụ cho sự phát triển của ngành du lịch. Tiếp theo chúng ta có đó chính là một biểu đồ. Biểu đồ thể hiện tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phân theo vùng của nước ta vào năm 2017. Và các em có thể thấy rằng là chúng ta có các cái vùng kinh tế như sau. Đầu tiên đó chính là đồng bằng sông Hồng, tiếp theo là Trung Du và miền núi Bắc Bộ, vùng Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta có 7 vùng kinh tế và chúng ta có thể thấy được rằng là cái tổng mức bán lẻ của chúng ta thì không đồng đều giữa các vùng. Và chúng ta quan sát thấy như sau, vùng mà có cái số liệu cao nhất của chúng ta chính là Đông Nam Bộ.
với 1.313,4 nghìn tỷ đồng vào năm 2017. Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy còn thấy được rằng là có khu vực đồng bằng sông Hồng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng rất là phát triển. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là có một số vùng, ví dụ như khu vực Tây Nguyên hay là khu vực Bắc Trung Bộ, là những khu vực mà có tổng mức bán lẻ hàng hóa thấp hơn và thấp hơn so với trung bình của cả nước chúng ta. Như vậy, chúng ta có thể rút ra được các cái nhận định sau. Thứ nhất đó là về tình hình phát triển, thì cả nước ta thì đã hình thành một thị trường thống nhất. Hàng hóa thì rất là dồi dào, đa dạng và được tự do lưu thông. Và chúng ta có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, đặc biệt là của thành phần kinh tế tư nhân, thúc đẩy sự phát triển của ngành nội thương. Nhưng chúng ta thấy được rằng là cái sự phân bố của ngành nội thương thì nó không đồng đều trên lãnh thổ. Chúng ta có thể quan sát vào Atlas trang 24. Ngoài việc là sử dụng bảng số liệu thì chúng ta quan sát vào Atlas, chúng ta sẽ thấy này, chúng ta tập trung vào màu của bản đồ của chúng ta có màu nhạt và màu đậm. Màu nhạt thể hiện cho tổng mức bán lẻ hàng hóa của chúng ta đạt cái tỷ lệ là thấp, và màu đậm thể hiện cho cái tổng mức bán lẻ hàng hóa của chúng ta là cao. Và chúng ta có thể thấy các vùng mà có màu đậm của chúng ta đó chính là màu của đồng bằng màu của Đông Nam Bộ này, màu của khu vực đồng bằng sông Hồng này và màu của đồng bằng sông Cửu Long thì đậm hơn so với các vùng khác. Nhưng bên cạnh đó là chúng ta có thể thấy khu vực Tây Nguyên và khu vực Tây Bắc của chúng ta thì có cái màu rất là nhạt. Và điều đó thì các em có thể kết luận như sau: cái sự phân bố thì nó không đồng đều, nó chịu ảnh hưởng của quy mô dân số, nó chịu ảnh hưởng của sức mua và có cái ảnh hưởng của các ngành kinh tế khác. Và nó phân bố không đồng đều, sự không đồng đều thể hiện như sau: ở khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, khu vực đồng bằng sông Hồng là các cái khu vực mà có cái tổng mức bán lẻ hàng hóa cao, cao nhất của chúng ta là khu vực Đông Nam Bộ. Tiếp theo đó là chúng ta có hai thành phố mà có cái sự phát triển của ngành nội thương lớn, đó chính là một thành phố ở miền Bắc của chúng ta chính là thành phố Hà Nội, hai là một thành phố ở miền Nam chính là thành phố Hồ Chí Minh. Thì sự phát triển của ngành nội thương thì các em chú ý đến cái sự phân bố của nó, và chú ý cho cô là cái nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của ngành nội thương là gì. Và khi đi thi thì các em chú ý người ta có thể đặt ra các câu hỏi cho em, các em đó là nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của ngành nội thương là gì, hay là ngành nội thương được phát triển nhất ở khu vực nào, hay thành phố nào sau đây là thành phố mà có cái sự phát triển của ngành nội thương mạnh mẽ nhất. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu phần ngoại thương của chúng ta. Ngoại thương thì cô đã giải thích cho các em rồi, đó chính là hoạt động buôn bán quốc tế. Và chúng ta có vai trò như sau: ngành ngoại thương thì giải quyết cái đầu ra cho sản phẩm của chúng ta, đó chính là chúng ta xuất khẩu. Và chúng ta có thể thấy được rằng là chúng ta có rất là nhiều nông sản, và với quy mô dân số là trên 90 triệu dân thì nông sản đó là dư thừa để phục vụ cho chúng ta. Và cái tài sản mà dư thừa đó, các cái nông sản mà dư thừa đó, ví dụ như là chúng ta có cà phê, chúng ta có hồ tiêu, chúng ta có lúa gạo, thì chúng ta đem đi để xuất khẩu và thu ngoại tệ. Và với sự phát triển của ngành ngoại thương thì chúng ta cần phải đóng gói này, chúng ta phải đóng hộp hay chúng ta phải phơi sấy và bảo quản. Và từ đó thì chúng ta có thể có cơ hội để đổi mới công nghệ, mở rộng thêm sản xuất và tạo ra các cái sản phẩm có chất lượng cao. Và một mặt khác, chúng ta nhận thấy được rằng là để có thể đóng gói được sản phẩm, để có thể có được các cái mặt hàng đó xuất khẩu thì chúng ta cần phải có người lao động để đóng gói, để đảm bảo cái quy trình đó được diễn ra suôn sẻ, để chúng ta tạo việc làm thêm cho người nhân dân. Và thông qua việc phát triển của ngành ngoại thương, chúng ta cũng nhập khẩu các nguyên liệu về để phục vụ cho chúng ta. Như vậy thì đời sống nhân dân của chúng ta sẽ ngày càng phát triển. Và đối với sự phát triển ngành ngoại thương thì các em có thể quan sát các bảng biểu ở trong sách giáo khoa và trong Atlas. Đầu tiên đó chính là cô có biểu đồ tròn. Biểu đồ tròn thì thể hiện cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa của nước ta vào năm 2017. Ở đây chúng ta có thể thấy ba màu chính của biểu đồ tròn như sau. Thứ nhất đó là chúng ta có hàng công nghiệp nặng và khoáng sản, được biểu hiện bằng màu tím với số lượng nhiều nhất. Tiếp theo đó là hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp, được biểu hiện bằng màu xanh với số lượng là khoảng 36%. Tiếp theo đó chính là chúng ta có hàng nông lâm thủy sản thì nó chiếm cái con số khoảng là 13-15%. Như vậy chúng ta có thể thấy được là thông qua biểu đồ về cơ cấu giá trị xuất khẩu, chúng ta nêu được tên các mặt hàng ở nước ta.
Và tiếp theo là các em có thể dựa vào Atlas để chúng ta có thể kể tên được các mặt hàng mà chúng ta nhập khẩu. Vậy thì chúng ta có kết luận như sau. Chúng ta có các mặt hàng nhập khẩu, đó chính là chủ yếu là máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu. Và hiện nay thì chúng ta phải nhập khẩu rất là ít thực phẩm và hàng tiêu dùng. Và các mặt hàng xuất khẩu của chúng ta đó chính là các cái hàng công nghiệp nặng và khoáng sản, hàng nông lâm thủy sản. Và hiện nay thì chúng ta đang xuất khẩu đi hàng ngày càng nhiều với các quốc gia khác nhau ở trên lãnh thổ. Tiếp theo thì chúng ta có như sau. Đó là chúng ta có về tình hình phát triển. Đó là giá trị nhập xuất nhập khẩu của ngành ngoại thương thì ngày càng tăng. Và biểu hiện đó là giá trị nhập khẩu của chúng ta tăng mạnh, giá trị xuất khẩu của chúng ta cũng tăng mạnh. Và cơ cấu xuất nhập khẩu của nước ta thì có sự chuyển biến tích cực. Nhắc đến cơ cấu xuất nhập khẩu thì chúng ta lưu ý chúng ta cần phải biết được cách tính về cơ cấu xuất nhập khẩu, về tính tỷ lệ xuất, tỷ lệ nhập khẩu. Và cô xin giới thiệu các công thức đó như sau. Và với phần liên quan đến ngoại thương của chúng ta thì chúng ta cần phải nhớ được các công thức như sau. Đầu tiên đó chính là công thức tính cán cân xuất nhập khẩu. Công thức tính cán cân xuất nhập khẩu của chúng ta như sau. Cán cân xuất nhập khẩu nó sẽ là sự chênh lệch giữa giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu. Như vậy thì chúng ta sẽ có công thức là cán cân xuất nhập khẩu sẽ bằng giá trị xuất khẩu trừ đi giá trị nhập khẩu. Và các em lưu ý là cán cân xuất nhập khẩu của chúng ta thì có hai phần. Đó là khi mà nó đạt giá trị dương. Tức là khi mà các em lấy giá trị xuất khẩu, các em trừ đi giá trị nhập khẩu thì nó ra giá trị dương. Thì chúng ta có cái kết luận về cán cân. Đó chính là cán cân này đạt giá trị là xuất siêu. Tức là xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu. Tiếp theo, trường hợp thứ hai chúng ta có thể nhận ra được luôn, đó chính là khi mà chúng ta có cái trường hợp xuất khẩu chúng ta trừ đi nhập khẩu mà ra giá trị âm. Thì chúng ta có đó chính là cán cân mang giá trị là nhập siêu. Đối với cán cân xuất nhập khẩu thì có ý nghĩa đó chính là nó đánh giá một quốc gia là xuất khẩu nhiều hơn hay nhập khẩu nhiều hơn. Và ngoài ra thì chúng ta có thể thấy rằng là cái xu hướng phát triển về kinh tế của họ là gì. Khi mà một quốc gia mà xuất nhập khẩu đi nhiều thì chúng ta có thể đặt ra các vấn đề là họ có các cái hạt mặt hàng xuất khẩu như thế nào. Và khi mà một quốc gia mà có cái giá trị là nhập siêu thì chúng ta có thể có được các cái đánh giá khác về các cái mặt hàng cũng như là về giá trị của họ. Phần tiếp theo chúng ta có công thức thứ hai mà chúng ta cần phải nhớ, đó chính là công thức về tính tỷ lệ xuất hoặc là nhập khẩu. Thì tổng quát chúng ta có công thức tính như sau. Về tỷ lệ xuất nhập khẩu. Xuất khẩu hoặc nhập khẩu. Sẽ bằng. Đó chính là giá trị xuất hoặc là nhập khẩu. Chia cho tổng xuất nhập khẩu. Và chúng ta lưu ý là tỷ lệ xuất nhập khẩu của chúng ta sẽ được tính bằng đơn vị, đó chính là đơn vị phần trăm. Nên khi mà chúng ta tính thì chúng ta cần phải nhân với 100 để ra được giá trị phần trăm. Và đây là hai công thức mà các em cần phải nhớ cho cô khi mà chúng ta học về ngành ngoại thương. Công thức đầu tiên đó chính là tính cán cân xuất nhập khẩu. Công thức thứ hai giúp chúng ta tính được tỷ lệ xuất hoặc là tỷ lệ nhập khẩu. Và nếu như mà đề bài cho các em, một cái phần đó chính là các em cần phải tính xuất khẩu. Thì các em chỉ cần chú ý cho cô này, tỷ lệ xuất khẩu cộng với tỷ lệ nhập khẩu sẽ bằng 100. Nhưng khi mà chúng ta tính thì chúng ta chỉ cần tính một trong hai, sau đó chúng ta lấy 100 trừ đi cái phần mà chúng ta đã tính thì chúng ta sẽ ra cái tỷ lệ còn lại.
Và đối với hai bài tập này thì chúng ta chú ý là trong các cái đề thi vào lớp 10 hoặc là đề thi liên quan đến đề thi kiểm tra một tiết, đề thi cuối kỳ của chúng ta thì cũng có cái câu hỏi liên quan đến các cái dạng bài này, và các em chú ý. Như vậy là các em đã tìm hiểu được cho cô về các công thức liên quan đến phần ngoại thương rồi. Phần tiếp theo thì xin mời các em quan sát lại cho cô vào Atlas, và chúng ta sẽ thấy được rằng là chúng ta có một bản đồ mô tả về các thị trường mà xuất nhập khẩu chính của chúng ta. Các cái thị trường đó chính là các thị trường ở chủ yếu ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chúng ta có thể kể tên đó chính là Nhật Bản, chúng ta có thể kể tên đó là các nước thuộc Đông Nam Á của chúng ta, các nước ASEAN, hay là các nước thuộc của Trung Quốc, các nước Hàn Quốc, các nước thuộc châu Úc hay là Đài Loan. Và các nước này thì có cái sự tương đồng về kinh tế, về mặt văn hóa, nên là chúng ta đã xuất nhập khẩu rất là nhiều mặt hàng sang bên đó. Và ngoài các quốc gia đó thì chúng ta còn có các nước ở khu vực châu Âu và các nước ở khu vực Bắc Mỹ. Thì dựa vào trong Atlas thì các em có thể thấy rằng là chúng ta có cả giá trị xuất khẩu và nhập khẩu được biểu hiện bằng các cái hình nửa hình tròn màu xanh và màu đỏ khác nhau. Và các em hãy dựa vào các hình màu xanh đó, màu tròn, màu đỏ đó để các em có thể nhận định về thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa của chúng ta. Và thông qua việc tìm hiểu về ngành thương mại của chúng ta, chúng ta đã biết được rằng là thương mại được chia thành hai phần, nội thương và ngoại thương. Và khi mà tìm hiểu về nội thương, chúng ta đã thấy được sự phát triển của các ngành kinh tế ở trong nước của chúng ta. Khi tìm hiểu về ngoại thương, các em chú ý cho cô về việc là tìm hiểu các công thức liên quan đến bài tập về ngành ngoại thương. Đó chính là công thức về tính cán cân, công thức về tính tỷ lệ xuất hoặc là nhập khẩu. Và bên cạnh đó là chúng ta cũng cần dựa vào Atlas để kể tên được các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu, và đồng thời là có thể kể tên được, chỉ ra được các cái thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta. Phần tiếp theo thì cô xin mời các em tìm hiểu cho cô phần du lịch. Đối với phần du lịch của nước ta, cô xin mời các em trả lời cho cô một câu hỏi nhỏ. Các em hãy kể tên cho cô các cái địa điểm du lịch mà bản thân mình được trải nghiệm. À, các em đã được trải nghiệm qua các loại hình du lịch nào rồi? Chúng ta đã được đến thăm các danh thắng hay là các công trình do con người chúng ta tạo nên nào rồi? Hãy chia sẻ với cô qua phần bình luận nhé. Và bản thân cô thì cô cũng đã được đi du lịch khá là nhiều rồi, cả ở các loại hình du lịch tự nhiên và loại hình du lịch nhân văn. Vậy thì các em có thể định nghĩa được cho cô thế nào là các cái loại hình du lịch nhân văn và thế nào là du lịch tự nhiên không nhỉ? À, để có thể biết thêm thì xin mời các em học bài học của chúng ta phần thứ hai, phần du lịch nhé. Và phần du lịch để có thể thêm yêu hơn về đất nước chúng ta, xin mời các em đến với các địa điểm du lịch nổi tiếng như sau. Đầu tiên chúng ta cùng trở về cố đô của chúng ta, thăm di tích, rất là nhiều di tích ở cố đô với lăng tẩm, với đền đài. Và sau đó thì chúng ta hãy di chuyển một chút sang phần biển của chúng ta. Chúng ta đến với một vịnh biển rất là nổi tiếng, được UNESCO công nhận là thiên nhiên thế giới, vịnh Hạ Long của chúng ta. Và đến với thủ đô của chúng ta là chắc chắn là chúng ta không thể quên được biểu tượng của thủ đô, đó chính là Hồ Gươm. Và đến với khu vực Tây Nguyên thì chúng ta không thể quên được tiếng cồng chiêng của các dân tộc ở nơi đây. Hay là nếu như mà chúng ta thích với các bãi biển thì không thể bỏ qua được bãi biển mà đẹp trong xanh, đó chính là bãi biển Nha Trang. Đây chính là một vài các địa điểm du lịch ở nước ta, và chúng ta có thể phân các cái địa điểm này ra thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất đó là liên quan đến nhân tạo, do con người tạo ra cho chúng ta. Thứ hai đó là nhóm các cái tài nguyên du lịch tự nhiên, do tự nhiên nó sắp xếp và nó có được cái tạo hóa đưa ra cho chúng ta. Đó chính là các vịnh biển, các bãi tắm, các danh thắng của chúng ta, phải không nào? Tiếp theo thì xin mời các em cùng tìm hiểu phần lý thuyết của du lịch ở nước ta thông qua việc là chúng ta kết hợp tìm hiểu ở trong sách giáo khoa và Atlas nhé. Đối với du lịch thì chúng ta thấy được rằng là vai trò đầu tiên đó là nó khẳng định được vị thế của cơ cấu ngành ở trong các ngành kinh tế. Cơ cấu ngành ở đây chính là gì? Cơ cấu ngành của ngành dịch vụ trong sự phát triển kinh tế ở nước ta. Thứ hai đó là nó góp phần mở rộng giao lưu giữa các cái vùng ở trong nước và giữa nước ta với bạn bè quốc tế. Và chúng ta có thể thấy được rằng là với sự phát triển của kinh tế của nước ta thì chúng ta đã thu hút rất nhiều bạn bè quốc tế đi đến nước ta du lịch. Vai trò tiếp theo, nó góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân.
À, điều này có thể lý giải như sau. Khi mà chúng ta phát triển du lịch, ví dụ như là chúng ta phát triển du lịch trên các sông, thì chúng ta thấy được rằng là có những người chúng sử dụng các cái phương tiện đò để lái đò của, cho chúng ta phải không nào? Thì với cái sự phát triển đó thì nó đã góp phần giải quyết việc làm. Hay là khi mà chúng ta phát triển du lịch thì chúng ta cần phải có các hệ thống cơ sở khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng. Thì với sự phát triển của các cái loại hình đó thì đã giúp cho chúng ta có thêm việc làm cho người lao động. Và có một điều vai trò không thể quên được của ngành du lịch đó chính là nó giúp khai thác và sử dụng hiệu quả các tài nguyên của chúng ta. Và như vậy, thông qua phần vai trò thì các em cần phải chú ý cho cô các cái từ khóa mấu chốt về vai trò. Đó chính là khẳng định vị thế, mở rộng giao lưu, giải quyết việc làm và khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Đây chính là các cái từ khóa căn bản giúp các em có thể có được cái phần kiến thức trả lời được các câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm và hình thức tự luận. Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điều kiện phát triển của ngành du lịch. À, nếu như ngành giao thông vận tải thì có điều kiện phát triển đó là dựa trên các cái phương tiện của mình, dựa trên hệ thống đường giao lưu, các cái điều kiện về tự nhiên. Vậy thì ngành du lịch nó phát triển dựa trên cái gì? Chắc chắn phải là những nơi mà có cảnh đẹp. Vậy thì điều gì đã giúp mà cho chúng ta có được các cái điều kiện đó? Đó chính là chúng ta đầu tiên chúng ta có tài nguyên du lịch tự nhiên. Thứ hai là chúng ta có tài nguyên du lịch nhân văn. Thì với phần kiến thức này, cô xin mời các em mở cho cô Atlas trang số 25. Đối với Atlas trang này thì các em sẽ thấy như sau. Chúng ta tập trung vào phần chú giải cho cô. Nó có chú giải hai điểm đặc biệt. Một đó là chú giải cho cô các cái điểm du lịch, tài nguyên du lịch tự nhiên. Và thứ hai là chú giải các cái điểm du lịch mà mang tính chất của tài nguyên du lịch nhân văn. Thì các em dựa vào bảng chú giải này, các em có thể tìm được các địa điểm liên quan đến du lịch tự nhiên và du lịch nhân văn ở trên lãnh thổ của nước ta. Ví dụ như là ở đầu tiên là di sản thiên nhiên thế giới, thì chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta có vịnh Hạ Long này, chúng ta có Phong Nha Kẻ Bàng này. Tiếp theo đó là với các cái vườn quốc gia, chúng ta có thể kể tên các cái vườn quốc gia ở trên lãnh thổ của nước ta. Ví dụ như là ở vườn quốc gia Cát Tiên, vườn quốc gia Cúc Phương. Tiếp theo đó là về các cái khu dự trữ sinh quyển, để các em cũng hãy dựa vào trong Atlas để chúng ta kể tên. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có rất nhiều các cái loại hình, các cái địa danh phục vụ cho du lịch tự nhiên khác. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn có tài nguyên du lịch nhân văn. Đầu tiên đó chính là di sản văn hóa thế giới. Các em có thể tìm trên lộ đồ của chúng ta các cái địa điểm du lịch là di sản tài văn hóa thế giới. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn có các làng nghề, các lễ hội truyền thống hay là các di tích lịch sử. Và với việc khai thác Atlas thì các em lưu ý trong đề thi của chúng ta cũng có riêng những câu hỏi mang tính chất trắc nghiệm và tự luận liên quan đến việc là chúng ta khai thác Atlas ở trang số 25 để phục vụ cho việc khai thác kiến thức. Như vậy thì chúng ta có thể kết luận như sau. Đầu tiên đó chính là tài nguyên du lịch tự nhiên. Cầu gồm có các tài nguyên đó là phong cảnh, các bãi tắm, các cái vườn quốc gia, hoặc là đơn giản là khí hậu tốt thì chúng ta cũng có thể khai thác để phục vụ cho sự phát triển du lịch. Tiếp theo đó chính là các tài nguyên mà do con người tạo ra, người ta gọi là tài nguyên du lịch nhân văn. Đó có thể là các cái công trình kiến trúc, các cái di tích lịch sử và các cái lễ hội truyền thống. Thông qua việc tìm hiểu các cái điều kiện phát triển của du lịch ở nước ta như thế này, thì các em hãy bình luận cho cô là ở địa phương của các em thì có những tài nguyên du lịch tự nhiên nào và những tài nguyên du lịch nhân văn nào. Và chúng ta hãy có một cuộc thi nho nhỏ, đó chính là các em hãy thử xem rằng là bạn nào ở địa phương nào có nhiều tài nguyên tự nhiên nhất và nhiều tài nguyên du lịch nhân văn nhất nhé. Tiếp theo thì chúng ta chú ý, khi mà tìm hiểu về ngành du lịch, chúng ta sẽ tìm hiểu về tình hình phát triển của ngành du lịch. Để có thể tìm hiểu được tình hình phát triển của ngành du lịch thì các em quan sát vào Atlas và chú ý vào góc phải phía trên của chúng ta. Chúng ta có bản đồ, đó chính là bản đồ về cơ cấu khách du lịch, bản đồ về khách du lịch và khách quốc tế của nước ta. Thì chúng ta sẽ thấy như sau này. Đối với khách du lịch của nước ta có hai nhóm, đó chính là khách du lịch quốc tế và khách du lịch nội địa. Và chúng ta sẽ thấy có cái sự khác biệt với số lượng khách quốc tế và khách du lịch nội địa của chúng ta. Khách nội địa thì chiếm tỷ lệ cao hơn, và số lượng của khách quốc tế và khách nội địa thì ngày càng có cái xu hướng tăng. Tiếp theo là về doanh thu của chúng ta, thì doanh thu cũng có cái xu hướng tăng qua các năm. Phần tiếp theo để các em có thể tìm hiểu cho cô về cơ cấu khách du lịch quốc tế phân theo
quốc gia và các vùng lãnh thổ của chúng ta thông qua cái biểu đồ tròn, thì các em cũng có thể biết được rằng là nước ta có cái số lượng khách đến từ khu vực nào nhiều nhất. Như vậy với việc khai thác Atlas thì các em có được phần kiến thức như sau. Đầu tiên đó chính là về số lượng khách của chúng ta, thì số lượng khách quốc tế và nội địa thì đều có xu hướng tăng. Thứ hai đó chính là về doanh thu của chúng ta cũng tăng. Và các em lưu ý là đối với sự phát triển của ngành du lịch thì cái khẳng định được rằng là ngành này có phát triển hay không thì dựa trên hai chỉ số. Một đó chính là chỉ số về số lượng khách, hai là dựa trên chỉ số về doanh thu. Và khi nhắc đến ngành du lịch của một quốc gia thì các em tìm đến ngay hai cái đặc điểm này cho cô. Và phần tiếp theo thì chúng ta có cái phương hướng phát triển cho ngành du lịch như sau. Hiện nay thì chúng ta có thể thấy rằng là ngành du lịch ngày càng phát triển và người ta có cái sự phát triển ở trên khắp lãnh thổ của nước ta. Nhưng mà hiện nay thì chúng ta cần phải chú ý vấn đề về môi trường. Và nước ta thì đang thực hiện cái chiến lược đa dạng hóa các cái sản phẩm du lịch để tăng sức cạnh tranh cho ngành du lịch của nước ta với các nước trong khu vực. Bởi vì quốc gia nào cũng có những nét đẹp về thiên nhiên, quốc gia nào cũng có những nét độc đáo về văn hóa, những nét độc đáo về di tích lịch sử và đều có thể phát triển được du lịch. Và hiện nay ở nước ta thì ngoài việc là phát triển đa dạng hóa các loại hình thì chúng ta còn chú trọng đến việc là bảo vệ môi trường. Và thông qua việc tìm hiểu bài học của chúng ta về sự phát triển của ngành thương mại và du lịch thì các em cần chú ý đó là nước ta thì có sự phát triển nội thương rất là phong phú, đa dạng với hàng hóa rất là nhiều và đã hình thành được thị trường thống nhất. Bên cạnh đó thì ngoại thương của chúng ta cũng phát triển dựa trên hai nhân tố, đó là chúng ta có giá trị xuất khẩu và nhập khẩu đều có xu hướng tăng, thị trường thì ngày càng mở rộng. Và sự phát triển của ngành du lịch thì chúng ta có thể thấy là ngày càng có điều kiện và có cái tiềm năng phát triển mạnh. Để có thể củng cố cho các em bài học ngày hôm nay thì chúng ta cùng đến với phần trả lời các câu hỏi của cô nhé. Hãy cùng nhanh tay bình luận câu trả lời xuống dưới phần bình luận nào. Câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 của cô như sau. Vùng có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng lớn nhất ở nước ta là A. Đồng bằng sông Hồng, B. Bắc Trung Bộ, C. Duyên Hải Nam Trung Bộ và D. là Đông Nam Bộ. Vậy thì với câu hỏi này các em có được các từ khóa như sau ở câu hỏi. Chúng ta sẽ phải cần tìm vùng có tổng mức bán lẻ hàng hóa. Và ở đây đó là tìm vùng lớn nhất của chúng ta. Vậy thì chúng ta dựa vào trong phần kiến thức mà chúng ta đã học và chúng ta thử nhớ lại xem nào. Chúng ta có một biểu đồ, đó chính là biểu đồ cột. Hoặc là chúng ta dựa vào trong phần Atlas của chúng ta trang 24. Chúng ta thấy rằng là phần mà có màu càng đậm thì thể hiện cái tổng mức bán lẻ đấy hàng ngày càng cao. Và chúng ta có cái màu đậm nhất thuộc về khu vực Đông Nam Bộ của chúng ta. Như vậy đáp án của cô ở đây chính là đáp án D, khu vực Đông Nam Bộ. Câu hỏi số 2. Trong số di sản thiên nhiên của nước ta được UNESCO công nhận, nhóm di sản nào sau đây thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ? Chúng ta có 4 đáp án. A. Cố đô Huế và Hạ Long, B. Phố cổ Hội An và di tích Mỹ Sơn, C. Phong Nha Kẻ Bàng và di tích Mỹ Sơn, D. Cổng chiêng Tây Nguyên và phố cổ Hội An. Thì để có thể trả lời được câu hỏi này thì đầu tiên chúng ta xác định từ khóa trước nhé. Ở câu hỏi chúng ta có đó là di sản thế giới được UNESCO công nhận, nhóm di sản nào thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Thì đầu tiên chúng ta có này, từ khóa của chúng ta đó là di sản và thứ hai là vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Thì chúng ta phân tích như sau. Ở đáp án này thì chúng ta có thể căn cứ thêm vào Atlas trang 25 và chúng ta xác định thông qua việc là ở trên đây chúng ta xác định vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, sau đó để chúng ta đối chiếu với các đáp án. Chúng ta có như sau. Hạ Long của chúng ta thì thuộc khu vực đó chính là khu vực của Trung Du miền núi Bắc Bộ vì nó thuộc tỉnh Quảng Ninh. Tiếp theo là chúng ta có đáp án B, có phố cổ Hội An và di tích Mỹ Sơn. Thì phố cổ Hội An của chúng ta chú ý cho cô là phố cổ Hội An là cái khu vực mà thuộc khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ. Đối với phương án C, Phong Nha Kẻ Bàng thì nó thuộc vùng đó là vùng Bắc Trung Bộ, như vậy đáp án C sẽ là sai. Tiếp theo, Cổng chiêng Tây Nguyên thì nó thuộc khu vực Tây Nguyên. Như vậy ở trong đây thì chúng ta có thể dùng cái phương pháp đó là loại trừ dần các cái đáp án và chúng ta có cái đáp án đúng ở đây là phố cổ Hội An và di tích Mỹ Sơn. Phần tiếp theo của chúng ta có câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3, nước ta chủ yếu nhập khẩu A là máy móc thiết bị, nguyên liệu và nhiên liệu, B. Lương thực thực phẩm và hàng tiêu dùng, C.
hàng nông lâm thủy sản, D, hàng công nghiệp nặng và khoáng sản. Thì đối với câu hỏi này chúng ta chú ý đây là người ta đang hỏi về nhập khẩu. Và chúng ta nhập khẩu chủ yếu cái gì? Thì chúng ta có thể phân tích như sau. Đối với đáp án B, lương thực thực phẩm và hàng tiêu dùng, thì hiện nay chúng ta đã đảm bảo được nhu cầu lương thực trong nước nhưng chúng ta đã hạn chế nhập khẩu về lương thực. Tiếp theo đó là đáp án C, hàng nông lâm thủy sản. Chúng ta có một quốc gia của chúng ta là một quốc gia mà sản xuất rất là nhiều lúa gạo, rất là nhiều mặt hàng của cây công nghiệp như là cây điều, cây cà phê, cây hồ tiêu. Do vậy mà theo các bạn thì chúng ta có nhập khẩu về hàng nông lâm thủy sản không nhỉ? Đáp án D, hàng công nghiệp nặng và khoáng sản. Chúng ta là một đất nước rừng vàng biển bạc, do vậy mà chúng ta có thể tư duy đó là đáp án đúng của chúng ta sẽ phải là đáp án A, bởi vì B, C, D không phải là các cái mặt hàng chúng ta nhập khẩu chủ yếu, thậm chí là đáp án C và đáp án D còn là các mặt hàng mà chúng ta xuất khẩu đi các quốc gia. Tiếp theo cô có câu hỏi số 4. Trong các tài nguyên du lịch dưới đây, tài nguyên nào là tài nguyên du lịch thiên nhiên? A là các công trình kiến trúc, B là các lễ hội truyền thống, C là văn hóa dân gian và D là các bãi tắm đẹp. Để có thể tìm hiểu phần này thì cô xin gợi ý các em là các em có thể dựa vào cho cô Atlas để chúng ta tìm hiểu các ký hiệu, sau đó chúng ta đối chiếu với các đáp án ở đây. Và chúng ta chú ý thêm từ khóa của chúng ta có là tài nguyên du lịch thiên nhiên. Và trong 4 đáp án này thì chỉ có đáp án D là đáp án mà chúng ta có, đó chính là các bãi tắm đẹp là thuộc tài nguyên du lịch thiên nhiên. Còn đáp án A, B, D, A, B và C thì đều là các cái đáp án liên quan đến tài nguyên du lịch nhân văn. Câu hỏi số 4 đã kết thúc rồi và chúng ta còn một câu hỏi nữa thôi. Đó chính là câu hỏi mang tính chất tự luận. Câu hỏi của chúng ta là dựa vào Atlas trang 25, các em mới kể tên cho cô các trung tâm du lịch quốc gia. Và thứ hai đó là kể tên các di sản thiên nhiên thế giới ở nước ta. Và trong trang Atlas trang 25 thì nó có đều có ký hiệu này rồi. Đầu tiên là các cái trung tâm du lịch quốc gia được biểu hiện bằng vòng tròn to của chúng ta. Thì chúng ta thấy này, trên toàn bộ lãnh thổ của nước ta thì có 4 trung tâm du lịch quốc gia. Đầu tiên đó chính là Hà Nội của chúng ta, thứ hai là Huế, thứ ba là Đà Nẵng của chúng ta và thứ tư là Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là 4 trung tâm du lịch nổi tiếng và là trung tâm du lịch có ý nghĩa quốc gia ở nước ta. Tiếp theo chúng ta có đó chính là kể tên các di sản thiên nhiên thế giới. Thì các di sản thiên nhiên thế giới của chúng ta thấy này, có ký hiệu là cái hình màu đỏ của chúng ta như thế này. Chúng ta đối chiếu vào trong Atlas để tìm ra được đáp án cho cô. Và chúng ta chú ý nhé, di sản thiên nhiên thế giới được phân biệt với di sản văn hóa qua màu sắc. Di sản thiên nhiên thế giới được phân biệt bằng màu đỏ, còn di sản văn hóa thì có cái ký hiệu là màu tím đen của chúng ta để chúng ta dễ dàng phân biệt. Như vậy, chúng ta đã cùng cô trải nghiệm qua 4 câu hỏi mang tính chất trắc nghiệm và một câu hỏi tự luận thuộc bài Thương mại và Du lịch. Cô hy vọng rằng là với các cái câu hỏi này thì sẽ giúp các bạn ôn tập lại được kiến thức về bài Thương mại và Du lịch. Và thông qua việc là tìm hiểu Atlas và các bảng số liệu thì các bạn hãy luyện tập, đồng thời là có thể là các bạn viết ra cho cô một tour du lịch để giới thiệu về các địa điểm du lịch ở quê hương của các bạn, nơi mà các bạn đang sống nhé. Và nếu như mà các bạn đã có ý tưởng và các bạn đã viết thành công thì hãy bình luận xuống dưới video này cho cô. Và biết đâu chúng ta sẽ có thể may mắn nhận được các phần quà của công ty. Nào, xin chào và hẹn gặp lại trong các bạn trong những video lần sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.